cô có tìm hiểu một vài phân tích liên quan đến nghiệp thì thấy nghiệp ác trổ quả lâu dài lâu dài và rất nặng. Tiêu biểu là vị tỳ kheo ni có chồng và bảy người con bị giết trong nhiều đời chỉ vì ăn trộm và sát sanh và có tích nào kể về việc thiện nhỏ mà chỗ quả lâu dài như vậy không? cái chuyện mà nghiệp nó trổ quả dài hay ngắn á nó tùy thuộc vào cái uh, phước của mình. Xin lấy ví dụ. Cùng một nghiệp nha. Mà bốn anh bạn thời Đức Phật quá khứ phải uh, đọa địa ngục và ở dưới địa ngục trong suốt thời kỳ Đức Phật quá khứ và cho tới bây giờ vẫn chưa có đi lên. Tức là khoảng thời gian rất là lâu dài. Mà bà Malika đó, bà cũng phạm cái nghiệp tương tự như vậy. Mà bà xuống địa ngục có 7 ngày thôi. Rồi cũng một cái nghiệp sát sanh có những chúng sanh khi họ phạm nghiệp sát sanh, ừ. cái số kiếp mà họ bị gọi à, là như họ chặt đầu một con dê, như là bà Malika bà đã từng chặt đầu một con dê, thì cái số kiếp mà bà bị chặt đầu á, để bà trả cái quả đó nó nhiều như số lông của con dê năm xưa. Nhưng nó còn đếm được. Nhưng mà nếu như là một chúng sanh khác không có tạo nhiều phước như bà thì cái con số đó nó sẽ kéo dài hơn rất là nhiều. Còn Bồ Tát của chúng ta Ngài tạo rất là nhiều phước. Phước Ngài lớn lắm. Cho nên cũng cái nghiệp tương tự như vậy. Cái số kiếp Ngài bị trả quả đó mà bị chặt đầu khi làm thú chỉ có 7 kiếp thôi cho nên ở đây chúng ta nên nhớ đến kinh hạt muối ở trong tăng chi bộ kinh là một nắm muối đó mà bỏ vào một cái ly nước thì không uống được nhưng nếu như nắm muối đó mà bỏ vào một cái dòng sông thì không ảnh hưởng gì cả tương tự như vậy với những người mà họ không tu tập không có giới tâm địa hẹp hồi thì dù họ là một nghiệp rất là nhỏ thì nghiệp đó vẫn có thể đưa họ đi xuống địa ngục như thường ví dụ như một người không tu tập không có giới tâm địa hẹp hòi họ chỉ quăng một cái vỏ kẹo ăn rồi họ vứt bừa vỏ kẹo xuống dưới đường thì cái nghiệp rất nhỏ như vậy vẫn có thể đưa họ xuống địa ngục như thường nhưng với người có giới có tu tập tâm địa rộng lớn thì cũng cái nghiệp tương tự như vậy họ chỉ trả quả báo cho đời này mà thôi và cái quả báo đó sẽ không bao giờ kéo dài đến đời sau kiếp khác thành ra cái chuyện mà mình hưởng cái ác nghiệp lâu hay mau là tùy coi mình có tu hay không có giới hay là không thiện nghiệp cũng tương tự như vậy cái quả thiện nghiệp nó lâu hay nó mau nó tùy thuộc vào cái người tạo thiện nghiệp đó họ có giới hay là không họ có chánh kiến hay là không họ có tu tập hay là không ví dụ như cũng là bố thí bây giờ hai người giàu như nhau giàu như nhau à, một cái quả À, một cái phần bố thí như nhau nhưng mà cái người mà họ không tu họ hẹp hồi họ keo kiệt họ bỏng sẻ họ không có giới đó họ bố thí rồi họ mong cái quả sanh thiên cái quả nhân thiên hoặc là mong cho uh, gia đạo bình an tình duyên như ý mua mai bán đắt phát tài phát lộc thì hình như là trong trung bộ kinh cái người tương tự như vậy cái quả đó nó chỉ cho một đời duy nhất tức là qua đời sau hưởng xong rồi hết còn cúng cái hành động đó nhưng một người có tu tập có giới có định có tuệ tâm địa rộng lớn có chánh kiến có niềm tin ở tam bảo thì khi họ cũng làm cái thiện nghiệp tương tự như vậy cái thiện nghiệp đó nói cho một số người có cái ta có cái mục đích để hướng tới này cũng cái nghiệp như vậy nó có thể đưa họ đi lên cõi người và cõi trời hưởng các quả sung sướng các cái quả nhân thiên từ thời đức phật này hiện tại nè cho tới thời đức phật vị lai và khi gặp đức phật vị lai rồi xuống dưới chứng đắc đạo quả rất nhanh chóng xin lấy ví dụ nha ở trong uh, trưởng lão kệ có nói um, có một vị tỳ kheo một vị trưởng lão ở kiếp trước khi mà ngài thấy đức phật chánh đẳng giác uh, mà ngài ở một mình trong rừng thôi thì khi Ngài thấy cái tướng Một vị chánh đẳng giác như vậy quá đẹp đi Thì Ngài sanh cái lòng tịnh tính Tức là sanh cái đức tin trong sạch Nơi vị chánh đẳng giác Rồi Ngài cúng dường Cái Nó cũng tương đối Nhỏ nho thôi không đáng kể đâu Nhưng mà nhờ như vậy đó Ngài trong suốt thời kỳ không có Đức Phật thì Ngài hưởng quả nhân thiên và cho đến thời đức Phật của chúng ta thì ngài xuống cõi người 7 tuổi xuất gia sau đó chứng thánh. Cũng cái hành động đó cũng có cũng là một hành động bố thí. Nhưng tùy theo mỗi người mà nghiệp nó sẽ lâu hay mau.